Bố bỉm sữa review xin chào mọi người. Hôm nay tôi lại đưa đến cho các bạn bộ phim về ma cà rồng hot nhất từ đầu năm đến giờ. Anh chàng này là một người giúp việc của một ma cà rồng hùng mạnh nhất, bá tước Dracula. Nhưng đến một ngày nọ, sau khi biết được âm mưu thống trị loài người của chủ nhân mình, anh ta đã quyết định bỏ nhà đi bụi, hợp tác với một cô cảnh sát giao thông để chống lại kế hoạch xấu xa của gã ma cà rồng kia. Vậy cuối cùng họ có thành công chống lại âm mưu của một kẻ sở hữu sức mạnh bóng tối đó không? Và số phận tay sai của quỷ dữ sẽ như thế nào? Hãy cùng bố bỉm sữa theo dõi ngay sau đây nhé! Anh chàng này tên là Renfield, là tay sai của bá tước Dracula hùng mạnh. Trước đây, anh ta chỉ là một tay môi giới bất động sản. Sukarna thế nào lại đi bán đúng ngôi nhà của bá tước ma cà rồng? Thế là Renfield số nhọ bị ông ta chọn làm trợ lý, chăm lo các công việc tìm gái xinh cho ông ta hút máu. Trong một lần Dracula đánh nhau với những thợ săn ma cà rồng, do đánh nhau hăng quá mà bị ánh sáng chiếu vào người, đã khiến cơ thể ông ta bốc cháy dữ dội. Nhìn như con cầy thui vậy. Thế nên bây giờ nhiệm vụ của Renfield là đi tìm thức ăn về cho Dracula hồi phục sức mạnh. Nhưng giờ một cái Renfield chỉ là một anh chàng hiền lành, không muốn làm hại người vô tội. Thế nên anh đi tìm những tên tội phạm hoặc bọn người xấu để đem về làm thức ăn cho chủ nhân của mình. Nếu như Dracula hút máu người để lấy sức mạnh, thì Renfield lại khác. Kẻ làm tôi tớ như anh chỉ có thể ăn những con bọ để gia tăng năng lực bản thân. Thế nên những sinh vật như nhện hay cào cào châu chấu đều là món khoái khẩu của Renfield. Trong khi đó, tên Lobo này là con trai của một gia đình mafia khét tiếng ở thành phố này. Thấy có người đấm bay đầu tên thuộc hạ của mình khiến hắn hoảng sợ, liền rồ ga bỏ chạy. Hắn phóng qua một trạm kiểm tra giao thông, định bỏ chạy nhưng đã bị một cảnh sát bắn thủng lốp xe, khiến hắn phải ôm đống bột mì ra mà chạy, nhưng rồi bị cô cảnh sát này phang cho một dùi cui vào đầu, nằm im như cún. Bên đây, Renfield đem những tên tội phạm lúc nãy về cho Dracula, nhưng lại bị hắn ta cá chê, nói rằng máu của bọn này có vị như hạch vậy, không thơm ngon ngọt nước gì cả. Thế là hắn nổi khùng lên, bắt Renfield phải đưa về cho hắn những em gái xinh tươi mướt mượt mượt thì mới chất lượng. Con lợn có béo thì lòng mới ngon, hiểu chưa? Còn cô cảnh sát này tên là Quincy, chỉ là một cảnh sát giao thông quèn thôi. Nhưng sự chính trực và nghĩa khí thì không ai bằng. Bố của cô cũng là một cảnh sát mẫn cán nhưng đã bị gia đình mafia của tên Lobo hại chết. Thế nên luôn ấp ủ một khao khát trả thù và hạ bệ nhà Lobo, đòi lại công bằng cho người bố thân yêu của mình. Còn đây là chị gái của cô ấy, một điều tra viên của FBI. Đang ngày đêm cố gắng làm việc chỉ với một mục đích là đưa những việc xấu xa của nhà Lobo ra trước pháp luật. Cô ấy đang quát mắng em gái của mình vì đã quá nóng giận, để cảm xúc chi phối trong công việc. Tên Lobo khi từ đồn cảnh sát về nhà, thì bị mẹ của hắn ta gọi xuống để nói chuyện. Bà già này tên là Vanessa, là người đứng đầu của gia đình Lobo. Bà ta nói rằng cả cái gia đình này đâm thuê chém mướn chưa bao giờ ngại bố con thằng nào. Thế mà giờ đây lại phải mối mặt nhờ và chỉ vì thằng con trai bị cảnh sát giao thông bắt lên đồn. Đúng là gia môn bất hạnh mà, còn gì là gia tộc mafia khét tiếng nữa đây. Lúc này Renfield đang ở quán ăn để tìm thức ăn về cho Dracula. Lúc chuẩn bị hành động thì lại nhìn thấy có cảnh sát đi đến. Thế là rén ngang, cong đít mà bỏ đi. Cũng vào lúc này, Lobo vì cay cú cô cảnh sát giao thông Quincy đã bắt mình. Thế nên hắn đã dẫn đàn em đến đây để dằn mặt cô. Tên Lobo tiến đến hăm dọa Quincy. Hắn nói rằng chính bọn chúng đã giết bố của cô. Và bây giờ nếu muốn sống thì cô phải quỳ xuống mà xin lỗi hắn ta. Thế nhưng Quincy cứng hơn quả trứng, thách thức hắn. Ngon thì bắn đi, chỗ này nhiều máu này, bắn phát là chết luôn đấy. Bắn đi, hãy bắn đi đừng ngại ngùng. Nhìn thấy một cô gái kiên cường bất khuất như thế, Renfield ngay lập tức chim ưng, trúng tiếng sét ái tình. Lúc hắn định nổ súng thì Renfield lập tức lao ra, anh hùng cứu mỹ nhân. Quincy cũng ngay lập tức lao vào chống trả. Bộ phim này máu me ghê luôn, có thằng bị Renfield lia cho cái đĩa mà đứt cả đôi tay. Nói chung thì sau khi cắn được con bọ thì bọn nhãi nhép này không thể nào là đối thủ của anh được. Dù gì cũng là tay sai của ma cà rồng mà, cũng khác bọt lắm chứ. Anh tả sung hữu đột, xiên hết thằng này đến đấm gãy hàm thằng khác. Con gà Lobo này thì bắn mãi mà chả trúng viên nào, lại chửi thề một cái rồi cong đít bỏ chạy. Xử lý xong lũ du côn này, Renfield bắt chuyện với Quincy, hai bên làm quen nhau. Anh khen cô rằng cô rất gan dạ và bản lĩnh khi chống lại mấy tên mafia kia. I like it. Quincy thì cảm ơn anh vì đã cứu mạng mình, còn khen anh rất ra dáng anh hùng, bảo vệ người vô tội. Ối rồi, mới được cờ rớt khen thế thôi mà đã phê như con tê tê ngủ trên bờ đê rồi. Chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc đấy thì Renfield đã bị Dracula triệu hồi về căn cứ. Ông ta than thở rằng đường đường là một chúa tể ma cà rồng với sức mạnh đỉnh của chóp thế này, mà phải đi trốn chui trốn lủi như lũ chuột bọ hèn kém khiến hắn không cam tâm. Chưa kể muốn ra ngoài kiếm cô em xinh tươi để cùng nhau đi cháy phố mà cũng không được. Và chia sẻ với Renfield kế hoạch sắp tới sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Khi đó, tất cả loài người sẽ phải phục tùng hắn ta, thích hút máu ai thì hút. Renfield nghĩ thầm trong đầu, thằng cha này chắc là ăn no rừng mỡ nên mới kiếm chuyện để làm đây mà. Hay là có chơi đồ không mà ăn nói như thằng ngáo đá thế. Thôi thì tốt nhất là mình nên né nhẹ ra thôi. Nam chính của chúng ta đi đến buổi tâm sự của nhóm người ở đáy xã hội này. Nơi này hội tụ toàn loser chính hiệu, ông thì thất nghiệp, bà thì thất tình. Có người thì thi mãi không đỗ bằng B2. Anh tâm sự rằng mình đang ở trong một mối quan hệ độc hại. Mà ông sếp của anh thì lại như bọn phát xít, cái gì cũng muốn. Deadline thì dí sát đít, mà lương thưởng thì chả được bao nhiêu.
Đã thế lại còn thường xuyên tăng ca nữa chứ. Thế là mọi người ai cũng đồng cảm với anh, bởi vì ai mà chẳng gặp ông sếp như vậy. Nên họ khuyên anh nên kệ con mẹ nó đi, dành thời gian cho bản thân. Rảnh rỗi thì cứ đi ăn chơi nhảy múa, ra bờ hồ làm cốc bia hơi cho nó mát, rồi đi tăng 2 tăng 3 karaoke better lè nhẹ. Cô đơn thì lên Tinder mà tán gái, không thì mở YouTube lên tìm kênh bố bỉm sữa review mà xem phim cho sướng đời. Nói chung cứ làm những điều mà mình thích, còn sếp thích hay không thì kệ mẹ sếp. Renfield nghe lời khuyên thì gật gù đồng ý, anh như được khai sáng. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Vậy là Renfield đi thuê cho mình một căn nhà riêng, tự sơn màu cam cho hợp phong thủy, rồi đi mua sắm, đi spa các kiểu con đà điểu, hưởng thụ cuộc sống, đếch cần làm tay sai cho gã Dracula ngáo đá kia nữa. Hôm sau Renfield mặc chiếc áo len cute mới đến đồn cảnh sát để cho lời khai về vụ ẩu đả hôm vừa rồi, còn mang thêm bó hoa cúc trắng tặng cho cờ rớt nữa mới ăn chơi chứ. Anh nói với Quincy rằng hãy cứ kiên định với lập trường của mình. Theo đuổi công lý là một việc làm rất cam go và nguy hiểm, nhưng miễn là chúng ta không chùn bước thì không gì có thể ngăn cản sự thật được phơi bày. Rồi một ngày, sự can đảm và chính trực đó sẽ giúp cô đòi lại công bằng cho người bố đã khuất của mình. Ở một diễn biến khác, gia đình mafia nhà Lobo đã hack vào hệ thống camera của cảnh sát và tìm được nơi ở của Renfield. Hắn dẫn đàn em đến căn cứ của anh. Nơi đây là một bệnh viện tâm thần đã bị bỏ hoang từ lâu. Không khí u ám đen tối khiến bất cứ ai bước vào cũng đều rùng mình. Nhưng vừa vào thì thấy toàn xác người khiến Lobo hoảng sợ, gọi về cho mẹ. Nhưng đúng lúc này thì Dracula xuất hiện, thịt hết đám tay sai của hắn, dọa cho tên Lobo sợ đái cả da quần. Khi tỉnh lại thì hắn ta đưa ra một đề nghị cho Lobo, rằng hắn và gia đình mafia của hắn sẽ phải làm việc cho Dracula, đổi lại thì hắn sẽ ban cho gia đình này sức mạnh mà không ai địch lại được. Tất nhiên là Lobo nhát chết sẽ đồng ý rồi. Renfield vừa trở về căn hộ của mình thì thấy Dracula đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Ông ta trách mắng anh vì đã bỏ rơi mình mà chạy theo cuộc sống loài người này. Renfield trả lời rằng vì không muốn ông ta thao túng tâm lý nữa, anh muốn có một cuộc sống riêng, muốn được tận hưởng cảm giác mình đang sống. Chứ sống với Dracula chán bỏ mẹ ra, trời nắng muốn uống cốc bia hơi cũng không được. Thế thì còn gì là cuộc sống? Dracula nghe thế thì cáu lắm. Hắn ta muốn tìm hiểu là kẻ nào đã nhồi những suy nghĩ này vào đầu tên tay sai của mình, và nói rằng sẽ khiến anh phải hối hận vì những gì đã làm, rồi biến mất. Dự cảm được có điều chẳng lành, Renfield vội vàng chạy tới câu lạc bộ những người ở đáy xã hội của mình, khẩn trương khuyên mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này thì Dracula bước vào. Mọi người xung quanh đang ngạc nhiên không biết thằng cha này là ai mà lại đi vào đây. Hắn ta thao thao bất tuyệt một hồi, tự giới thiệu mình là một ma cà rồng soái ca đẹp trai nhất vũ trụ còn sót lại, rồi bay lên không trung trước sự ngỡ ngàng của những người ở đây. Sau đó xử lý luôn tất cả mọi người đang có mặt trong phòng này. Renfield bất lực nhìn mọi người bị giết ngay trước mắt mình. Anh thẫn thờ, cảm thấy đau lòng, tự trách bản thân đã làm liên lụy đến những người vô tội này. Nhưng Quincy và đồng nghiệp đột nhiên tiến vào, nhìn thấy cảnh này liền nghi ngờ Renfield là kẻ giết người, vậy nên đã bắt anh lại. Thế nhưng vừa ra đến bên ngoài thì lại bị tên đồng nghiệp phản bội, gọi cho Vanessa, bà trùm của nhà Lobo đến. Tất cả cảnh sát trong thành phố vì ăn tiền bẩn của bà ta nên bây giờ đều bị gia đình mafia này thao túng. Vanessa yêu cầu Quincy hãy giao nộp Renfield ra và cô sẽ được thăng chức tăng lương. Nhưng Quincy nói đéo, rồi nhảy lên xe chạy trốn. Lúc tỉnh lại thì cô thấy mình đang ở trong căn hộ của Renfield. Thì ra trong lúc chạy trốn, Quincy đã su cà na bị trúng đạn và ngất đi. Renfield đã đưa cô về đây. Anh ngồi xuống giải thích cho cờ rớt những gì đang xảy ra. Lúc họ định ra ngoài để đi ăn bún đậu mắm tôm thì bất ngờ đám cảnh sát và mafia cũng đã mò được đến đây. Ngặt một nỗi là giờ không có con bọ nào cho Renfield để tăng cường sức mạnh cả. Cứ thế này mà chiến đấu với bọn kia thì chết là cái chắc. Thế là anh đành ăn hết lũ kiến cảnh của thằng bé hàng xóm. Sức mạnh bùng phát, Renfield lao ra cho kẻ thù ăn no đòn. Quincy cũng rút súng ra chơi xanh chín với bọn chúng. Đây là một trận chiến đẫm máu theo đúng nghĩa đen, rất nhiều cảnh bạo lực. Không biết sau khi đăng video này lên thì kênh của tôi có bị YouTube khóa không nữa. Hu hu. Sau khi hạ gục đám tay sai kia, cả hai cùng rời đi. Họ đến một quán cà phê để đợi người chị gái của Quincy đến giúp đỡ. Trong thời gian ngồi chờ đợi, Renfield có kể với cờ rớt về quá khứ của mình, về chuyện bị Dra thao túng tâm lý và làm tay sai cho hắn. Bất ngờ Quincy nhận được điện thoại và cô biết được rằng chị gái mình đã bị nhà Lobo bắt cóc. Bên đây, Lobo đã dẫn Dracula đến gặp mẹ của hắn ta. Vanessa vừa nhìn hắn thôi cũng thấy khoái khoái chảy nước miếng rồi. Còn Renfield và Quincy thì chuẩn bị đồ nghề để chơi với ma cà rồng, rồi trộm một chiếc xe trong kho cảnh sát để đi đến nhà của Lobo. Và cũng không quên mua bọ, rất nhiều bọ để tăng sức mạnh cho Renfield. Vừa vào trong, họ đã thấy mẹ con nhà Lobo chờ sẵn. Đám tay sai của bà ta được Dracula ban cho sức mạnh nên bây giờ rất máu chiến. Thanh niên Lobo thì mặc dù được cắn doping, nhưng bệnh ngu thì không chữa được, bị Quincy bắn cho không trượt phát nào. Sau đó còn bị Renfield lao đến tương tác vật lý. Nhưng Lobo vì mới được bơm cho sức mạnh của Dracula nên cũng không dễ sơi một tí nào. Hắn đấm cho Renfield không kịp trở tay thay quần áo.
nhưng mà rốt cuộc thì chú vẫn non và xanh lắm. Renfield cắn con bọ rồi tung một vô ảnh cước với phun sát thương, khiến hắn phọt máu ra từ tất cả những lỗ có trên người. Quincy bên đây đến phòng của Vanessa, nhưng bị bà ta đóng cửa sổ lại. Và Dracula xuất hiện. Hắn biết rằng Renfield đã phải lòng cô nên cố thuyết phục Quincy về phía mình. Bá tước ma cà rồng nói rằng nếu cô đồng ý quy phục hắn, thì hắn sẽ cho cô mượn sức mạnh để có thể báo thù cho người bố quá cố. Và hắn cũng đưa chị của Quincy ra để uy hiếp, nói nếu cô đồng ý, thì sẽ dùng máu của mình để cứu chị gái của cô luôn. Máu của Dracula có thể chữa lành mọi vết thương, thậm chí còn có thể cải tử hoàn sinh người chết. Renfield lúc này chạy đến và khuyên rằng đừng nên tin những lời nói của tên Dracula đó. Hắn chỉ đang cố thao túng tâm lý của cô mà thôi, nếu cô đồng ý thì sẽ đánh mất luôn linh hồn của mình. Tất nhiên là Quincy đâu có ngu, cô giả vờ là sẽ quy thuận con ma cà rồng này, nhưng lại tiện tay nhấn công tắc mở cửa sổ. Thế là Dracula bị ánh nắng chiếu bốc cháy, khiến hắn phải hóa thành hàng trăm con rơi nhỏ để chạy trốn. Trốn xuống đến tầng hầm, hắn bắt đầu hiện nguyên hình và tóm lấy Quincy nhấc bổng lên không trung. Đang lúc ngàn cân treo sợi lông chân thì Renfield xuất hiện giải cứu, bẻ gãy cặp răng nanh của hắn ta, nhưng sau đó nhanh chóng bị hắn ta khống chế lại. Cặp răng nanh bị gãy cũng đã mọc lại. Bỗng dưng anh nhớ đến những người trong hội người ở đáy xã hội của mình. Thế là được búp sức mạnh, đấm cho Dracula không xịt phát nào. Khi hắn lao lên định chống trả thì lại mắc kẹt vào kết giới mà Quincy đã dựng lên từ trước. Quincy nở một nụ cười đầy hắc ám. Thế là Dracula hùng mạnh đành phải đứng im cho hai tên người phàm này làm gọi. Kết quả là Dracula bị hai thanh niên này xay thịt ra rồi trộn vào bê tông, vứt xuống cống, để tránh việc hắn ta hồi sinh. Cuối phim, bà trùm Vanessa bị bắt, chị gái của Quincy cũng đã hồi phục nhờ máu của Dracula. Hai chị em xúc động ôm chầm lấy nhau. Sau đó Quincy nói với Renfield rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cuộc sống bình thường. Và rồi những người trong hội người ở đáy xã hội đã được hồi sinh nhờ máu của bá tước ma cà rồng. Đây là bộ phim hành động kinh dị có tên Tay Sai của Quỷ, vừa được ra rạp vào tháng 4 vừa qua. Tay Sai của Quỷ muốn truyền đạt một ý nghĩa về sự tự do và sự lựa chọn của con người. Bộ phim cho thấy hành trình vượt thoát khỏi tay chúa quỷ của Renfield và sự bức bối cũng như khát khao vượt ra khỏi xiềng xích của anh ta. Bộ phim cũng nhấn mạnh vào sự dũng cảm và tài năng của Renfield khi anh ta không chỉ là một phản anh hùng mà còn là một người có thể đứng lên chống lại Dracula. Truyền tải thông điệp rằng con người luôn có quyền lựa chọn số phận của mình và không thể bị áp đặt bởi bất kỳ ai. Ngoài ra, những cảnh đánh đấm máu me xem cũng rất đã con mắt. Tôi đề xuất nên tìm xem bản đầy đủ của nó. Cá nhân tôi đánh giá bộ phim này ở mức 8 trên 10. Thế nhé, video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ ông bố bỉm sữa này nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.